Xin chào tất cả mọi người đến cái video tiếp theo của Di Coi. Hiện tại thì Di đang có mặt tại Tiền Giang cả nhà. Trước mặt cả nhà đây là cái trường học cấp 2 bị bỏ hoang khá là lâu rồi. Vào cái mùa Covid á, thì nơi đây được chọn làm cái nơi để đi điều trị cũng như là cách ly Covid ở đây. Và lúc nãy Di có uống nước cũng như là hỏi được một số người dân ở đây á, thì người ta nói ở đây là được cách ly khá là nhiều cả nhà. Và phía trong đây có cái nhà xác nữa. Không phải là nhà xác mà là gọi là cái nhà mà đông lạnh nữa cả nhà, nhà đông lạnh để mà chứa xác á. Thì để dành cho những cái trường hợp mà bị bệnh mất thì họ sẽ được ủ vào đó, ướp vào đó, ướp xác cả nhà. Thì nghe anh nói là cái khu vực bên đây là cái khu được có nhiều người mất nhất. Ở phía sau dưới là cái kho để mà kho đông lạnh của chứa xác. Thì mình nghe thôi mình cũng biết chính xác hay không, nhưng mà chính xác ở đây là cái khu để mà cách ly Covid ngày xưa. Nè các nhà thấy không, những cái phần hàng rào vẫn còn nè. Nhưng mà nói về cái nơi cách ly Covid thì thật sự là ớn lạnh cả nhà. Đây chắc là phòng ngày xưa để bảo vệ quá ha. Trống lỏng à. Lúc nãy thì Di đứng đây Di quay cho cả nhà xem, tí nữa Di sẽ quay ở ngoài cổng vô cho cả nhà xem coi cả nhà biết. Mà thật sự khi mà cả nhà nhìn thấy cái khu này là cả nhà cũng biết là đây là nơi để điều trị Covid rồi. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi thử. Phía trước có như thế bị đóng cửa hay sao không? Đi thử cái phòng này thử coi. Dạ. Mày có cần đeo khẩu trang hỏi luôn hả? Hỏi này mấy năm trời rồi, mấy năm trời mà đeo khẩu trang gì. Đi ha. Đi thử coi sao trong đây có gì không. Thật sự là chắc mình nghĩ là cũng không còn cái gì ngoài những cái chai nước biển hay là những cái bàn thôi cả nhà. Này gì ta, nước biển hả? Cái chai để vô điều trị Covid đó. Nước biển à? Ừ. Không lạ. Rồi về đây. Mấy chắc là những cái phòng mà để điều trị đó nha. Điều trị nè. Những cái giường bệnh. Những cái giường bệnh đó nha. Còn phòng cũng vậy là được 5 giường. Sự thì Covid thì nó sẽ không còn ở đâu cả nhà, nhưng mà vẫn còn đâu đó cái cảm giác lạnh lẽo ở đây. Đây mình sẽ tiếp tục ra ngoài không gian ngoài đây xem như thế nào. Vẫn còn những cái hàng rào, những cái hành lang mà nhìn thấy là nổi da gà cả nhà. Ôi, cái phòng này ghê quá. Sao vậy? Đóng cửa nè, mở ra. Gõ thử. Như cái phòng ớn bình thường thôi. Lạnh gì đâu. Lạnh. Lạnh ghê lắm mà nghe mùi nữa. Nghe mùi kiểu nó có gì không? Không à, cũng giường thôi. Hả? Cũng giường không à, giống gì nè. Đóng lại nha. Nói thì cả nhà. Đóng lại đi con. Hôm nay mình hạn chế kêu tên nha cả nhà, tại vì đây cũng khá là linh thiêng á. Bên đây là phần phía cái trường học rồi cả nhà. Đó. Cỏ thì mọc tùm rồi, có thể là từ sau cái đợt Covid thì sẽ không còn ai vô đây nữa cả nhà. Người ta bỏ luôn. Ta bỏ rồi. Ủa, tiếng yêu đóng lại ghê vậy. Ui ghê. Nè. Ghê quá. Nghe tiếng SS kìa. Nãy anh kia chia sẻ là phía sau này có cái khu nhà xác ướp lạnh. Ướp xác. Ướp xác.
Thật ra nói vậy thôi cả nhà, tại vì có thể là thì cả nhà cũng biết rồi, sẽ có người này người kia, người mất với người không mất, rồi có thể là quá tải nên là người ta phải có một cái khu riêng để mà người ta chứa đựng cả nhà. Mình tại vì trên YouTube thì nó cấm nói những cái từ, những cái ngôn từ nó khó, nên khó cả nhà, nên là mình cũng, cả nhà có thấy mình cũng hạn chế nói những cái từ khó cả nhà. Ổ mối. Ổ mối cả nhà. Có nhiều bạn cứ hay nói mình ở sao có những cái từ rất là đơn giản mình sử dụng cái cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng mà tại sao mình không nói được, tại vì trên đây nó cấm, và khi mình nói vậy thì YouTube nó không có cho cả nhà. Nên vậy phải, nhưng lúc mà Duy hay nói, Duy hay ngập ngừng, tại vì Duy phải, mình quen cái miệng những cái ngôn từ của mình rồi, và mình phải suy nghĩ được những cái ngôn từ khác nên là hơi khó. Không gian khủng khiếp. Hai anh em mình sẽ cố gắng kiếm cái phòng, gọi là cái phòng giống như cái anh kia nói, phòng mà gọi là phòng lạnh nha cả nhà. Đó, phòng lạnh. Để cho cả nhà xem, thì có những cái bô nữa không? Những cái vật dụng điều trị. Đèn nước nè. Mình đi mình cứ hay nhìn qua mé bên kia, mình sợ trên hành lang nó có cái gì hơi lạ lạ cả nhà. Em nghĩ bên kia là cái gì? Cũng là chỗ để giường ghế đó ha? Dạ đúng rồi. Giường nghĩa là chỗ người ta điều trị ha? Dạ. Những cái phòng, những cái phòng hay là nha. Đây. Một phòng cả nhà đều thấy 5 giường không? Có một cái toilet. À, toilet này là kiểu như là người ta dựng lên thêm trong cái lúc mà bị sử dụng á. Hơi lạnh một xíu ha. Lạnh thiệt chứ. Hơi lạnh một xíu đó nha. Khu này vô lạnh thiệt. Mặc dù hiện tại bây giờ là trời đang rất là nắng, rất là nóng luôn, nhà thấy ánh nắng rồi cái nhà biết rồi, nhưng mà nó rất là lạnh. Mấy phòng này bước vô lạnh. Những cái giường này thì thật sự là không biết trên cái giường này có người nào đã ra đi hay không, nhưng mà những cô chú anh chị ở ngoài người ta nói là có người mất, có mấy hai chục người vậy, mười mấy hai chục người trong cái giải mà hiện tại nãy giờ mấy anh em mình đi á, là có người mất. Em mới nghe cái kịch cỏ cả nhà. Nói chung là lúc đầu hai anh em mình không có vô đây đâu cả nhà, tại vì mình thấy đóng cửa, nhưng mà phút sau đó mình thấy mở cửa tan quát à, nên mình mới vào. Thì mình cũng hạn chế vô những cái khu này. Thật sự nếu mà nói về cái mặt tâm linh thì mình không dám ý kiến nhiều, nhưng mà riêng về cái cảm giác thì mình cảm thấy hơi sợ sợ một xíu nếu mà đi buổi tối, tại vì cái quãng đường mà đi trên những cái hành lang này nè luôn gây cho mình một cái gì đó, mình phải nói là mình hơi lạnh sống lưng một xíu. Đúng rồi. Hơi lạnh sống lưng một xíu, mặc dù bây giờ là ban ngày nha. Có nhiều bạn xem, có nhiều bạn sẽ nói là hai thằng này nhát, nhưng thật ra khi các bạn thử đi thì các bạn sẽ cảm nhận được. Đi. Nãy giờ em nghe cái tiếng kịch 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 đó. Hả? Em nghe cái tiếng kịch kịch. Nghe tiếng kịch kịch hả? Bốn mấy cái này nè. Cái phòng nó đóng cửa vậy. Sao gọi lấy tao đóng cửa rồi? Không biết luôn. Đi thử không? Mở ra cái có người chắc chết luôn. Bày rồi. Đâu ra. Sợ thằng lằn tắc ké vậy. Một máy rồi, mấy cái mặt máy này ai tháo vô? À, ta cấp. Sợ ăn trộm vô quá. Cái phòng này là phòng học nè cả nhà. Hủi hủi gì vậy? Em nghe tiếng ai thì xào nói chuyện nè. Có. Tiếng người ta hát nhạc.
cái này mà nếu mà video này lên thì hai anh em mình sẽ đến đây vào buổi tối cả nha. Ui, cái này có thể là cho những người già người ta đi không được nè. Người già đi không được cả nha, đi cầu cũng được á, có cái ghế nè. Nếu mà video này lên thật sự nha, hai anh em mình sẽ đi đến đây trải nghiệm vào buổi tối cho cả nhà xem. Luôn có những điều gì bí ẩn sau những cái căn phòng này. Gì à? Phía sau có cái gì vậy? Phía sau đây không có lỗ rồi đúng không? Dừa chuối không? Dừa chuối. Nặng ha. Nặng cái dai á. Nặng thiệt. Hơi bị nặng cái dai. Sắp tới sắp tới Di với Đại Quân sẽ cố gắng liên hệ với một bạn, gọi là một bạn đó có một cái đôi mắt âm dương ở nhà, và có thể được nhìn thấy những người âm khi mà hai anh em mình đi quay như thế này nè. Dẫn bạn nó theo, bạn nó sẽ thấy được và nó sẽ chỉ được cái người đó đang ngồi ở đâu và đang đứng ở vị trí nào cho cả nhà xem. Nếu như bạn nào mà muốn tham gia cùng với anh em tụi mình và có khả năng như vậy thì hãy liên hệ với cái email mà của Di. Di sẽ liên lạc với bạn, cũng như là gọi là mình trải nghiệm, chia sẻ cái thông tin với nhau và cái công việc của mình. Nãy anh đó nói nằm dưới đây sắp tới rồi, em sợ quá. Sắp tới rồi. Mấy cọng, mấy cây cọng. Đây là phòng nhạc, nhưng mà phòng nhạc giờ thành rồi. Phòng điều khiển cái ghế nào mà. Có cái gì? Em nghĩ cái máy giày này chắc để phơi đồ á. Phơi đồ. Những cái xô nước. Nghe tiếng gió không? Tiếng gì xào xạc á. Gió xào xạc không? Không có gió mà sao? Gió hơn trước mà cái này nó bay không? Đúng rồi. Có thể là gió trong cái khe cửa này ra. Cũng có thể. Có cái kho lạnh, anh nói là có cái kho lạnh. Đúng rồi. Cái anh bán nước nói có cái kho lạnh đó nha. Anh cứ rần rợn cái kiểu phía sau nha. Phía sau nha. Sao? Lạnh. Hả? Lạnh. Gì? Lạnh lắm. Lạnh hả? Anh đứng ngay đây là lạnh nè. Thổi vô mặt luôn á, y chang như mới lạnh nha. Nè, đứng đây thử coi. Lạnh ngắt luôn á. Đúng không? Lạnh ngắt luôn. Nhỏ dây gạo mà. Ê Giang, nhưng mà bỏ quá lạnh nè. Nè, bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Lạnh ngắt luôn. Không gì hết. Ban ngày. Ồ, gió. Ủa, gió dữ ta. Chuyện gió dữ nha. Hôm nay tụi con đến đây cũng chỉ là muốn khám phá. Lạnh lắm. Quay lại cái không cảnh ở đây thôi, chứ cũng không có ý gì. Mong những cô chú anh chị, nếu mà khuất mặt nếu mà có hiện diện ở đây thì ở đây nóng nè, bước vô đây cái lạnh nè. Lạnh ngắt luôn. Lạnh thiệt, gió. Này đây có cái cây gì đó nè. Lạnh thiệt nè. Lạnh thiệt ha. Lạnh thiệt. Lạnh thiệt.
Thôi sao ra gì à? Em cũng biết các cái phòng nghỉ dưới á. Thôi để anh coi coi. Để anh coi. Dạ có người. Có nhẹ nhẹ thôi. Đứng đây, đứng đây. Đứng đây. Sinh. Không có gì hết. Trời ơi. Em tính chạy rồi đó. Thì có ai đi đường này mở cửa nè. Đúng rồi. Này nhìn âm u quá. Hả? Ừ. Hơi âm u xíu thôi. Âm u. Em có cảm giác bị nặng người không? Nặng, nặng từ nãy giờ rồi đó. Hả? Lúc nãy vô nặng rồi đó. Nặng tới giờ luôn. Kiểu như bị ép tim đúng không? Đúng không? Dạ. Kiểu như bị ép tim cả nhà. Không phải là hai anh em mình sợ cả nhà. Nhưng mà kiểu bị ép tim á. Nó bị ép tim á. Mình sẽ đi qua những phòng kế tiếp. Anh nghĩ là những phòng bên kia nó sẽ có những cái điều rất là đặc biệt à. Dạ, nãy giờ thì chưa tiếp cận được cái nhưng mà cảm giác bước xuống cái không gian đây nè, bước xuống cái khu này nè, lạnh là cảm giác lạnh. Lạnh ghê. Nhạt quá trời. Sao? Nhạt quá trời, cứ đi lại. Quay được. Sẽ cố gắng mình đi. Nhìn ở đây không gian ra vậy nè. Cái nhà con khủng khiếp. Những cái phòng hầu như là nó cũng na ná với nhau. Mà mình thấy kiểu phòng rất là rộng nha. Nhưng mà sao chỉ có khoảng 5 giường. 5 giường thôi. Không hơn không kém. Ở trong đây anh thấy có cái chai gì. Cái viên mồng cầu. Này cái nhà. Cái chai viên. Không biết phía giải bên đây sẽ có những cái gì. Những phòng bên đây. Anh chỉ nói cái kho lạnh thôi, anh không thấy ta. Em cũng chưa thấy luôn. Gì? Không có. Người ta nói chuyện ngoài đường. Ừ? Người ta nói chuyện ngoài đường. Này có cái gì? Đâu có gì đâu. Có
thấy là lạ. Tiếng xe máy hay thấy gì? Không, người ta chạy ngoài đường á. Người ta chạy ngoài đường bên hông á. Phòng này nè. Phòng này nè, đúng không? Chết vậy quá. Đó đó. Ôi lạnh quá. Cảm giác nặng trĩu. Lạnh lắm. Nặng lắm đó nha. Cảm giác nặng lắm. Này giấu bánh xe hả? Ôi, con cái tấm ảnh ấy anh ơi. Hả? Cái tấm ảnh người mất. Tấm gì? Ảnh người mất. Hả? Cái tấm ảnh người mất. Tấm gì? Tấm ảnh người mất á. Đâu? Kìa, phải không? Đúng rồi. Kìa, ảnh người ta quạ sẵn là để kìa. Nè. Phải không? Coi được á. Đúng rồi. Không phải. Chứ gì? Ảnh Bác Hồ. Hồ đâu Bác Hồ. Hồ đâu Bác Hồ. Trong này. Chín ăn đúng không? Ờ. Chín đen đúng không? Đúng rồi. Ở dưới ba cái dôi, ba cái gì quá trời dưới đất á. Đúng rồi, kho lạnh lắm. Đúng rồi, có chỗ gắn máy có, lạnh. Có cái ống để xà hơi vậy phải không? Không gắn máy lạnh à. Nặng thiệt. Nặng. Nặng thiệt. Sao nay mình đi qua cái bên này đi. Đi. Qua đi qua. Qua luôn. Cái này khu cầu thang hả? Giờ mình lên lầu trước đi, giờ mình lát mình đi xuống đây mình giao. Hả? Thử không? Đi thử đi. Bên kia nó có cầu thang xuống không ta? Em hồi nãy em cũng không để ý nữa. Này kiểu như phòng học lên đây. Lên đây mình xem thử đây. Đứng đây nhìn xuống nè. Thử đây là những phòng gì? Phòng này cũng giống như phòng dưới vậy mà không có giường. Không. Không có giường. Đâu. Chắc là người ta lấy giường đi ra hết rồi quá đúng không? Dạ. Đây nhìn qua đây nè. Em. Nhìn qua đây thử đây. Ghê quá. Cảm giác sao? Ớn lạnh. Nhìn khúc này xuống y chang. Cảm giác mình nghĩ mình có người đang ngồi nhóc của nó.
Nghe như đó là cây chuối đúng không? Cây chuối, chuối kiểu chuối gì anh? Cây gì á? Anh mệt quá ông ơi. Ngồi xuống nghỉ xíu em. Hẹn gì ở đây bỏ quan luôn. Ngồi xuống xíu mệt quá. Em lấy cái gì ta? Gió mát, trời nắng. Mà sao người nặng nặng kìa? Đi mấy chỗ kia anh thở thoải mái lắm. Mà chỗ này nó có cái cảm giác nó sao. Cái phòng nặng nhất là cái phòng lạnh á. Đúng rồi. Nãy giờ em đi mà em liên tưởng cứ ngó vô mấy cái phòng là em nghĩ là người ta đang trong đó. Không biết sao, suy nghĩ gì kỳ. Nó chóng mặt này. Mình đi xuống đây mình kiếm đường mình xuống đây. Ngồi đây có tấm vải nha. Xuống đây kiếm đường xuống nè. Còn trên lầu đúng không? Còn tầng 3 nữa hả? Hình như còn ở trên đó. Đi tới đây, nếu ở đây coi có cầu thang không? Cầu thang xuống không? Cảm giác nó mệt mà nó tức ngực, nó sao sao cả nha. Đi mệt mệt xuống chừng ở người ta sao ta thấy. Ý là mọi người ở ngoài đường nó nhìn cho ta thấy. Công có cầu thang xuống không? Đây. Như có hả? Có ờ mập mạp xuống đi quên. Mà em sợ tao thấy quá hả? Sợ tao thấy đi mập mạp xuống. Ok đây mình đi vòng lại ngược lại kia luôn ha. Dạ. Hiểu không? Hiểu. Lúc này đi mập mạp xuống đi. Mập mạp xuống. Đây có cọng dây này đó nha. Dây. Đi, kia đi. Cảm ơn kia luôn. Không cả nhà. Đâu đi về đó. Ôi, tôi cánh cửa luôn cả. Mệt quá. Cửa không á? Mở cái cửa không đúng không nhỉ? Mình nghĩ là chỉ có cái máu. Một cái tiếng vườn rồi. Đi đi đi, xuống đi. Đi lại kia xuống luôn. Đi luôn hả? Ừ, đi. Đi thẳng luôn đi, để mình cút cái người ta tưởng mình ăn. Ừ, chạy nhanh luôn. Mệt thiệt.
đi vòng qua bên kia hay về lại bên đây nó trống đi không được, về nó cày cói mà đi không được. Mệt thiệt. Ở bên khu nhà xác, ý là khu nhà lạnh. Nghĩ một cái như nè, đây ở cái nhà thì hai anh em mình cũng đã khám phá hết cái khu này rồi. Thật sự là đi xuống cái phần khu này nè, mình hơi cảm giác hơi lạnh lạnh xíu à, có thể là do cây cối nhiều, khu này cây cối nhiều. Đi. Nếu video này lên thì chắc chắn hai anh em mình sẽ quay lại đây vào buổi tối. Dạ. Quay lại buổi tối cả nhà. Mình nghĩ có cái gì ở đây mới cái làm cái sọc. Mình nghĩ buổi tối chắc là sẽ khủng khiếp lắm. Thì thôi chắc hai anh em mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Đi ra ngoài cả nhà. Chứ bây giờ cái sức khỏe của hai mình cảm giác nó bị hơi bị nặng cả nhà. Thì cả nhà xem video thấy được gì thì nhớ để lại bình luận cho hai anh em mình nha. Còn giờ chắc mình xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà có một buổi video thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Đi luôn ơi, ra luôn ơi. Đi ra luôn. Đi.